chị Chi nói gì đi, em quay lại nè chị Chi. Quay quay nghe tao nói. Đây thấy mặt chị luôn bên kia máy hơn rồi còn ấy nữa kìa, cái này mới có lẩu không còn, em tưởng đây có bắp chứ. Ê, hồi nãy mình quên lấy bắp mình bỏ vô luôn ha. Còn còn chỗ nào đây ấy không? Thôi bây giờ mình ăn cao thôi, mình ăn cao chút đi. Cái gì không, em quay em gửi cho anh Phong coi, má chị Diễm nó đi trực nè anh. Búp bê không muốn ăn mà ăn dép mà. Không có căng, bị đây hết căng rồi, bị căng. Không, đây nó nhẹ, nó dễ ăn. Ăn thì mị ơi. Em thay thiệt rồi. Thay thiệt mà có vui không? Vui về em đi mà, bữa nay không chừng mà. Em đi á.